nuôi chập tại nhà. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái những cái vật tư mà mình mua sẵn để mà mình chuẩn bị trồng trong thời gian sắp tới nha các bạn. Thì vật tư mình thì gồm có thuốc, giống và giá hệ trồng nha các bạn. Giá hệ trồng thì mình có mua xe dừa và phân bò nha các bạn. Giờ mình quay cho các bạn xem nhé. Đây mình có mua, ba bao sơ, hai bao sơ dừa và một bao phân bò nha các bạn. Đây hai bao sơ dừa, hai bao sơ dừa, này bao phân bò. Đó, phân bò này nó là phân bò làm nhuyễn rồi nha các bạn. Phân bò các bạn để ý nha. Phân bò thì thường á nó sẽ có hai loại á, là cái loại đã được làm nhuyễn với lại một loại là còn cục nha các bạn. Đó, phân bò làm nhuyễn thì mình về mình không phải làm nhuyễn nữa, nó đỡ tốn thời gian hơn. Còn phân bò mà cục á, thì mình về á, cũng là phân bò khô luôn. Đó, nhưng mà mình về mình phải làm cho nó nhuyễn rồi nha các bạn mới trồng được, chứ không thôi là không được đâu. Đó, ngoài ra mình có mua ở đây nữa nè, mua hẳn một bao voi luôn, voi nông nghiệp nha các bạn, để mình trồng, mình gãi cho nó xử lý đất trồng nha các bạn. Nhiều khi mình trồng á, mình trồng mấy cây rồi xong rồi mình lấy đất mình trồng lại thì mình trộn voi cho nó xử lý hết mấy cái nấm bệnh cũ trong đó nha các bạn. Đó, thì cái bao cái voi nông nghiệp này á thì bình thường á, là mình mua, nếu mà mình mua lẻ thì là nó là 5.000 một ký nha các bạn. Đó, nhưng mà mình xài mua lẻ thấy mất công, với lại nó mắc quá, mình sẽ mua là hẳn một bao 20 kg luôn nha các bạn. Đó, một bao 20 kg này là khoảng một bao 20 kg này mình mua ở ngoài là 65.000, nó rất là tiện nha các bạn. Đó, với lại mua thêm một ít thuốc trừ bệnh. Đây là mình, tại mình có trồng một mấy cái lan á, thì sẵn mình mua cái thuốc này Gidomingon về mình phun để ngừa bệnh nha các bạn. Đó, cái chỗ vật tư này mình mua cũng vật tư nông nghiệp này bán cũng khá rẻ, mà có một ít hạt giống để cái dạy hạt này mình cũng chưa trồng bao giờ, mua thời trồng thử nha các bạn. Đó, gồm có bí ngòi, khổ qua với lại dưa chuột này. Ở đây cái đây thì bán giá khá rẻ nha các bạn. Đó, giá đây khá rẻ mà không biết trồng như thế nào. Đây một cái bịch, một bịch khổ qua như vậy chỉ có 8.000 thôi các bạn. Đó, dưa chuột cũng vậy, cũng có 8.000. Bí ngòi này thì 10.000. Này tùy theo, này tùy theo cái chỗ người ta bán nha các bạn, chứ cùng một cái hãng này mà cũng mình mua ở chỗ khác thì nó mắc hơn nha các bạn. Để biết chỗ mua thì mua nó rẻ. Cái này thuốc này thì mình mua 60.000. Này của công ty Syngenta nha, nhưng mà của hàng Việt Nam phân phối. Công ty này cũng có ở khu nghiệp Biên Hòa. Voi mua hẳn luôn. Đó, mua hẳn. Đây, có tác dụng. Voi có tác dụng. 4 cây nông nghiệp giảm phèn, cải tạo ao, cải tạo đất, diệt tạp cá, khử trùng môi trường nè, vệ sinh chuồng trại nè, sát trùng mạnh, sát trùng mạnh nè, tiêu diệt các loại vi khuẩn nè, virus nè, nấm nè, nay cái loại nấm có hại cho cây nè, đó, và giúp làm tơ đất, tơ làm đất tơ xốp nè, tăng kiềm cao, ổn định độ pH nè. Nó trọng lượng bao là 20 kg nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Sản xuất 1/6/2019 nè. Đó, đó mình mua hẳn một bao dôi về luôn. Mua hẳn một bao dôi luôn để mà mình xài cho tiện ha. Đây dôi và ba bịch hạt giống với lại một bịch thuốc. Ở đây bao phân bò nè. Giờ thì mình mở bao phân bò này mình xem nhé. Con bò này mình về mình ủ thôi nha các bạn, chứ chưa có xài liền nữa. Con bò này làm nhuyễn nhuyễn hết. Con bò này cũng khá nhỏ chứ không có mà quá bự, còn mấy chỗ kia con bò cũng bự không à.
đó, mình về mình ủ lại, mình trồng sau. Mình sẽ lấy cái thùng, cái lu mình đổ phân bò vô mình ủ nha các bạn. Ngày mốt mình sẽ trộn rồi mình trồng. Còn đây là sơ dừa. Sơ dừa thì trước khi mà các bạn trồng á, sơ dừa mà trước khi các bạn trồng thì các bạn phải ngâm nước đó, cho nó xả nước nó nha các bạn, mình chưa có trồng liền. Bình thường thì người ta sẽ là xả dôi nó nha các bạn, bình thường là người ta sẽ ngâm dôi. Còn mình á, mình chưa có trồng liền nên mình sẽ đổ vô cái phi á, rồi mình xả nước cho nó. Xả nước cho nó ra cái chất chát luôn. Xả cho ra chất chát rồi xong rồi mình sẽ trồng sau. Mốt sau này mình sẽ trộn lại với trộn sơ dừa với lại đất với lại phân bò lên trồng. Hạt sơ dừa 2 bao. Ở chỗ mình thì cái sơ dừa này á, bán một bao này thì 30.000 nha các bạn. Nó bao sơ dừa tầm 30.000. Bao phân bò này cũng loại ngang ngang sơ dừa bự bự nè, thì nó 40.000. Đây mình mua chỗ này thấy bán cũng được. Đó, mình về sẽ phân ra, mình sẽ làm lại mình trồng các bạn. Sơ dừa thì mình đổ vô đây nha các bạn. Sơ dừa mình đổ vô đây để mình ngâm cho nó ngâm nước. Sơ dừa mình đổ đây để mình ngâm nước. Chứ bình thường mình đáng lẽ là nên ngâm dôi cho nó ra cho nó mau. Làm được tôi được để. Mình để đây một thời gian nó còn lâu lắm mình mới sử dụng lên, mình cứ đổ nước là được rồi, không cần phải đổ vôi nha các bạn. Nó sơ dừa mình mua ở chỗ này thì nó size khá là nhỉnh, không có như chỗ khác. Mấy chỗ khác mình mua đa số về thấy là nó còn sơ, mấy cái sơ của nó dài lắm, nó không có được nhuyễn như vậy. Bây giờ mình sẽ lấy nước mình đổ vô nha các bạn. Đây là các bạn, mình bỏ sơ dừa vào cái mình đổ nước nhưng ngâm nó nha các bạn. Cái này cho cái nắp giếng, cái giếng cũ của mình nó là cái ống xi măng thôi nhưng mà dưới nó kín hết rồi. Đổ vô mình ngâm này, mình ngâm cả tháng thì mình chưa trồng nên mình mua dần ngâm sẵn, chứ nếu như mà mình trồng sớm trồng nhanh thì nên ngâm trong nước vôi nha các bạn. Đây còn sơ dừa, mình ngâm này trước vậy thôi, còn phân bò thì mình sẽ ủ ra sau, khi nào mình ủ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Rồi hôm nay mình chia sẻ cho các bạn các hạt giống, thuốc, vôi để xử lý giá thể trồng, các loại giá thể trồng mà mình đã về mua để mình chuẩn bị cho cái việc trồng cây sắp tới của mình. Mình có chia sẻ cho các bạn như vậy, các bạn thấy hay thì nhớ bấm like cho mình nhé. Còn các bạn có góp ý gì thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Và cuối cùng là các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để tiện theo dõi các video tiếp theo mà mình đăng lên nhé. Bây giờ thì xin tạm chào, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo nhé. Bye bye.